Chồng, em mới làm món sườn này là ngon lắm, chồng ăn thử đi nha. Cảm ơn em. Anh cũng mua cho em á cái hộp mỹ phẩm Olympi. Cái này á nó làm cho mình á mịn da nè, trắng da mà chống nắng nữa. Em ra đường á khỏi sợ bị ăn nắng luôn. Sản phẩm Olympi này là tốt lắm đó chồng. Trời ơi, chồng của em tâm lý quá à. Cảm ơn chồng nhiều nha. À, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. À có, nè, con ăn đi. Ăn cho có sức học nha con. Mà sao mẹ không gấp thịt cho bà? Bà già rồi, răng cỏ đâu mà ăn. Ăn thịt không có tốt. Con ăn đi, con ăn mới tốt. Ơi, bà ăn thịt này nha. Mẹ nói rồi mà, bà già rồi, đâu có ăn được đâu. Ăn nhiều bệnh thêm chứ làm gì. Sao ngày nào mẹ cũng cho bà ăn cơm với lại ra muốn nước tương vậy? Mẹ cho bà món khác cũng được mà. Trời ơi cái thằng này, hôm nay á mày đặt trả treo với mẹ vậy hả? Ăn đi, ăn rồi lên học. Thôi đi, tới giờ cơm á rồi làm. Thôi đi, tới giờ cơm á mà bà lèm bèm tiếng nhỏ gì vậy? Mẹ nữa, mẹ già rồi, có cái gì á thì mẹ ăn cái đó đi. Bữa nào á mẹ muốn ăn cái khác á thì mẹ nói với vợ con. Cái ngày nào á mẹ cũng làm như vậy á, sao mà vợ chồng con chịu nổi. Mệt rồi. Cơm của bà đó, bà ăn đi. Bà ăn xong á rồi bà để đó, một lát tôi lên tôi dọn. Chứ bà đừng có đi tới đi lui làm đổ bể đồ của tôi tùm lum mà nha. Nè, cái sản phẩm Hutaco này nè, nó là 100% thảo dược. Bà ngậm nó đó là nó hết ho liền. Ngậm cho hết ho đi, chứ bắt công lây cho thằng Bi tôi đó. Mệt. Mẹ lấy cơm cho bà ăn đó. Chua cái gì mà chua, còn ăn được. Bà già rồi, bà ăn như vậy cho tiết kiệm con. Anh xem nè, má của anh á, tôi nấu cơm á dâng tới họng luôn à, mà không có thèm ăn, để còn nguyên vậy, bỏ thừa bỏ mứa. Anh nói hay quá anh, sao anh không dọn đi, toàn là em dọn không à, còn anh cũng chết luôn à. Anh xem á, cho mẹ anh đi vô viện dưỡng lão đi, em với em mệt mỏi lắm rồi đó. Trời ơi, đêm khuya vậy mẹ không cho ai ngủ hết trơn á. Đi xuống bếp làm gì? Để đổ bể tùm lum à. Làm vợ con nó thức chết rồi đó. Mẹ xin lỗi, tại vì mẹ đói bụng quá. Trời ơi, hồi chiều á, vợ con làm đồ ăn cho mẹ, mẹ không chịu ăn, mẹ bỏ bữa. Rồi bây giờ á, mẹ xuống đây mẹ lục lạo. Thiệt tình à, khổ ghê luôn á. Chân mẹ đau quá Nam ơi. Đó, anh thấy chưa? Tôi nói anh á, là cho bà vô viện dưỡng lão đi. Anh không có nghe lời. Bây giờ đó, anh sáng mắt chưa? Bà ơi, bà uống nước đi bà. Bà cảm ơn con. Bà có đau không bà? Bà không sao đâu. Cho đỡ ho bà. Có ngon không bà? Ngon. Vậy bà cho miếng nha. Bà chưa có đi ăn muối đâu mà lo. Đi lên học bài đi. Lát mày lên mày kiểm tra đó. Nè, cơm nè bà ăn đi. Lát tôi còn lên tôi dọn. Số tôi là số khổ thiệt mà. Hết hầu chồng hầu con tới hầu bà nữa.